Chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cách Sổ ngày 30 tháng 8 trên kênh truyền hình FVNC. Và chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu ngay sau đây cùng với phần bình luận về diễn biến chính của thị trường chứng khoán trong ngày 30 tháng 8 cùng với vị khách mời là chị Đỗ Thị Thanh Hiếu đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Vâng, như chị Hiếu cũng thấy thì trong phiên chiều đầu tuần ngày thứ hai, chúng ta đã thấy là gần như đã có một cái bẫy tăng giá được dương ra trên thị trường. Dù rằng cuối phiên thì thị trường vẫn xanh nhưng mà bị cho là xanh vỏ đã lòng. Còn phiên hôm nay thì rõ ràng là hình như thị trường đã đuối đà ngay từ đầu phiên, đúng không ạ? Cái tâm lý mà sợ là dùng các cái mã lớn để kéo chỉ số và để xả hàng đã khiến cho cái tâm lý lo ngại của nhà đầu tư càng ngày càng lớn lên. Và ngay từ đầu phiên thì cái áp lực này đã khiến cho thị trường giao dịch rất là thận trọng. Và mở cửa thì VN Index đã giảm ngay 1,8 điểm tương đương với lại là 0,22% xuống mức là 667,9 điểm. Thanh khoản cũng sụt giảm khá là nghiêm trọng khi mà phiên này chỉ khớp khoảng 2,7 triệu đơn vị tương đương với 44 tỷ đồng. Bước vào phiên giao dịch liên tục thì có thể thấy là thị trường cũng giao dịch trong cái biên độ rất là hẹp và giao dịch chậm, cũng như là cái trong khi đó thì bên mua thì không có quyết tâm mua, còn bên bán thì cũng lừng khừng chưa muốn bán. Do đó là thị trường chủ yếu là giao dịch chậm và giảm điểm. Masan thì ngày hôm qua đã tăng trần và ngày hôm nay thì cái áp lực chốt lời lớn lên và đầu phiên thì giảm điểm, nhưng mà với cái lực cầu của Masan ngày hôm nay rất là tốt. Vào khoảng chừng tầm 10 giờ thì với cái sự đổi màu của Masan từ giá đỏ là 66.000 thì Masan đã có cái lực mua rất là tốt, kéo chỉ số này lên đóng cửa phiên sáng ở mức sát với mức giá trần. Còn Vinamilk cũng vậy, sau khi mà qua được cái áp lực chốt lời của khối ngoại thì nhóm cổ phiếu này đã có bước tăng giá trở lại và kéo thị trường đi từ đỏ điểm lên xanh. Đỉnh điểm của thị trường vào phiên sáng đó là khi Vinamilk và các cái mã lớn cùng một lúc tăng điểm thì thị trường đã có những cái biến động khá là tốt. Tuy nhiên là cái điều đáng tiếc nhất là phiên ngày hôm nay là Vietcombank đã giảm 1.500 đồng khiến cho chỉ số không thể tăng mạnh được và chủ yếu là vẫn giằng co. Đóng cửa chốt phiên sáng thì VN Index đã tăng 0,68 điểm lên mức là 670,12 điểm tương đương với 0,18%, với cái thanh khoản cũng khá thấp, khoảng chừng 48 triệu đơn vị tương đương với lại 1.116 tỷ đồng. Còn bên sàn Hà Nội thì diễn biến cũng khá là tương tự với sàn thành phố, nhưng mà vào cuối phiên sáng thì cái lực tăng của sàn Hà Nội tăng mạnh hơn rất là nhiều so với sàn thành phố, và cuối phiên thì sàn Hà Nội đã tăng được ở mức là 0,23 điểm tương đương với lại 0,28% lên mức là 83,33 điểm và thanh khoản đạt được là 27 triệu đơn vị tương đương với lại 370 tỷ đồng. Trong cái phiên sáng nay thì như tôi cũng đã nói là chủ yếu là cái giao dịch của Vietcombank đã tạo ra cái áp lực khá là lớn đối với thị trường. Như vậy thì theo chị, điều gì khiến cho thị trường quay đầu tăng xanh rõ rệt và dứt khoát chốt phiên với sắc xanh trong phiên buổi chiều? Vào phiên chiều thì nhờ các cái cổ phiếu blue chip, các cái mã lớn như là Vinamilk hay là Masan hay là GAT hoặc là PVS thì các cái mã lớn này đều có cái mức tăng khá là lớn, đặc biệt là Masan đóng cửa là ở sát mức giá trần luôn, thì cổ phiếu này đóng góp khá là lớn cho thị trường trong phiên sáng nay. Trong phiên chiều nay mặc dù là chỉ số tăng khá là mạnh thì cũng nói thêm về Vietcombank một chút xíu, thì trong phiên cổ phiếu này luôn giao dịch ở cái độ là giảm 1.500 đồng. Điều đáng tiếc nhất của thị trường ngày hôm nay đó chính là Vietcombank đóng cửa ở mức giá thấp nhất trong ngày là giảm 2.000 đồng về mức là 55.500 đồng và khớp hơn 1,5 triệu đơn vị. Trong đó thì khối ngoại bán cái mã cổ phiếu này khá là nhiều. Còn về các cái nhóm khác trong thị trường, đặc biệt những cái cổ phiếu nhỏ như là TTF thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục tăng trần với phiên thứ bảy liên tiếp và dư mua giá trần tới 1,2 triệu đơn vị. Dreamhouse ngày sau phiên giảm ngày hôm qua thì ngày hôm nay mặc dù đã thoát giá sàn nhưng mà cũng giảm 900 đồng. Ngoài ra thì còn một cái đại diện khác khá là thú vị của trong phiên ngày hôm nay đó là Hút, khi mà cổ phiếu này bất ngờ tăng trần vào cuối phiên và khớp được tới hơn 5 triệu đơn vị. Kết thúc phiên thì VN Index đã tăng hơn 3,23 điểm và lên mức là 672 điểm.
Toàn sàn thì có tới 113 mã tăng và 69 mã giảm. Thì cái mức độ rộng của thị trường đã được nới dần ra. Các mã tăng cũng được tăng nhiều hơn so với phiên ngày hôm trước. Về cái khối lượng giao dịch thì đạt khoảng chừng 96 triệu đơn vị, tương đương với lại 2.297 tỷ đồng ở sàn thành phố. Ở sàn Hà Nội thì cũng diễn biến khá như vậy. Tuy nhiên là sắc xanh thể hiện rõ hơn và tăng tới 0,47 điểm, tương đương với lại 0,57% lên mức 83,68 điểm. Toàn sàn Hà Nội thì có 73 mã tăng và 90 mã giảm. Đây cũng là cái điểm mà được ghi nhận tích cực của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Về thanh khoản sàn Hà Nội thì kết ngày hôm nay thì thanh khoản sàn Hà Nội đạt 43 triệu đơn vị, tương đương với lại 560 tỷ đồng. Về giao dịch của khối ngoại hôm nay thì ngày hôm nay thì khối ngoại cũng đã bán ròng ở sàn thành phố và mua ròng ở sàn Hà Nội. Với mức cụ thể là ở sàn thành phố, khối ngoại đã bán là 116 tỷ đồng và mua ở sàn Hà Nội là 28 tỷ đồng. Cũng nói về cái độ rộng của thị trường thì rõ ràng chúng ta đã thấy là trong phiên này thì cái số lượng mã tăng ở tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh rõ ràng đã nhiều lên rất nhiều so với cái phiên đầu tuần ngày thứ hai. Tuy nhiên nó đi sâu vào từng cái cổ phiếu làm nên cái sự tăng trưởng đó thì chúng tôi vẫn chỉ thấy một số cái mã mà nó đóng vai trò động lực chính thôi. Ví dụ như Vietcombank chẳng hạn. Nhưng mà điều mà chúng tôi ngạc nhiên ở chỗ là tại sao Vietcombank lại giảm trước một cái thông tin nghe có vẻ rất là hay ho, đó là được một cái quỹ đầu tư nước ngoài chào mua. Cái quỹ đầu tư của chính phủ Singapore đó là GIC đã chào mua Vietcombank, nhưng mà theo cái thông tin từ Bloomberg đưa ra là cái quỹ này đã chào mua Vietcombank ở giá là 29.000. Thì nếu như và thời điểm mà chốt để quỹ này mua Vietcombank là sau khi Vietcombank trả cổ tức ở mức cổ tức là 35% bằng cổ phiếu. Nếu như mà tính luôn cái phần cổ tức này thì tương đương với cái quỹ này sẽ mua Vietcombank ở cái giá là chưa tới 40.000 đồng một cổ phiếu, trong khi giá thị trường bây giờ có tới 56-57.000. Dạ vâng, thì cái này nó đã ảnh hưởng tới thị trường. Như phiên ngày hôm qua là Vietcombank đã từ 59.560.000 và giảm xuống giá tham chiếu, ngày hôm nay thì lại giảm tới 2.000 đồng. Dạ vâng, tuy nhiên chúng ta đều biết đó mới chỉ là thông tin thôi. Và không hiếm những thông tin từ các cái kênh truyền thông rất lớn nhưng mà sau đó nó không trở thành sự thật. Và nhà đầu tư nào vội vàng mua bán theo những cái thông tin đó thì rất có thể sẽ gặp rủi ro cao, đúng không ạ? Dạ vâng. Bên cạnh Vietcombank thì chúng tôi cũng thấy có một số cổ phiếu đáng chú ý. Ví dụ như chị vừa mới nói về TTF. TTF đã tăng trần phiên thứ 7 liên tiếp. Với các nhà đầu tư nhỏ, các nhà đầu tư cá nhân ít vốn thì đầu tư những cái cổ phiếu ngắn hạn như vậy cũng là một trong những mục tiêu hướng đến của họ. Tuy nhiên nếu mà đua theo TTF vào thời điểm này, chị có nghĩ là đã bắt đầu gặp rủi ro không? Vâng, riêng TTF thì tôi thấy là khá là rủi ro cho nhà đầu tư. Tại vì TTF có một câu chuyện riêng. Đầu tiên là phải kể đến là những cái mà sai sót trong cái báo cáo tài chính của công ty này. Trong cái giai đoạn vừa qua, khi mà nó giảm từ 40.000 đồng về hơn 7.000 là 7.600 đồng, sau đó thì cổ phiếu này mới tăng trở lại. Thì cái vùng mà giảm này trong do cái cổ phiếu này có cái lượng mà free lot, cổ phiếu mà giao dịch ở bên ngoài khá là ít. Do đó là cái lượng cổ phiếu mà mua ở vùng giá đấy đã giúp cho cái cổ phiếu này tăng rất là mạnh và không có người bán ra, dẫn đến là cổ phiếu này tăng. Tuy nhiên là câu chuyện ở đây đã nói rằng là cái doanh nghiệp này chưa có thực sự là thay đổi được cái hoạt động kinh doanh, mà chỉ chủ yếu đến từ cái việc là giá cổ phiếu nó giảm quá nhiều rồi và bây giờ là dạng như là một dòng tiền đầu cơ đang giữ và đẩy giá cổ phiếu này lên nhiều hơn là do cái hoạt động kinh doanh. Do đó theo tôi thì những nhà đầu tư mà đua theo những cổ phiếu này thường là những nhà đầu tư phải chịu rủi ro cao và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, đồng thời là những nhà đầu tư mà có thể chỉ là giao dịch trong ngắn hạn thì cái rủi ro do cái rủi ro của dòng cổ phiếu này, đa số những dòng cổ phiếu đầu cơ này đều có mang tính chất rủi ro rất là cao. Rất cảm ơn chị về phần trao đổi này. Vâng, và những trao đổi của chị Đỗ Thị Thanh Hiếu đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng cũng đã tạm khép lại phần 1 của chương trình giờ kết sổ ngày 30 tháng 8. Xin quý vị đừng chuyển kênh vì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây cùng với một số tin tức đáng chú ý liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước và thế giới.